Rồi cô chào các em ha. Mấy em nhìn thấy màn hình không? Dạ Dạ có. thấy. Rồi thấy rồi Rồi. ha. Rồi. Ơi. À bây giờ cô sẽ nói trước một vẻ ý như thế này. À, thứ nhất là rất là sorry các em là hôm nay bị trục trặc đủ thứ hết. Cho nên là mình đã bị trễ. Thì cũng không sao, mình sẽ còn nhiều cái buổi khác, tại vì cô cũng có hỏi phòng đào tạo rồi, tại vì cái chuyển hình thức dạy này đó thì mình cũng hơi bị gấp gáp và mình không có sự chuẩn bị tốt, cho nên là bây giờ cô thử dạy bằng cách này. Nếu các em thấy có cái gì đó nó không có phù hợp, hoặc là các em thấy là cần thay đổi những cái hình thức như thế nào đó, thì các em cứ cho ý kiến. Thì cái gì mà bộ môn làm được hoặc là cái gì cô làm được thì cũng sẽ để giúp cho các em có thể học được bài trong cái tình trạng là mình bị động như thế này ha. Thì cô tên là Lê Kim Khánh, cô là giảng viên của bộ môn dược lý dược lâm sàng. Thì các cái bài mà trong chương trình cô sẽ phụ trách đó, một là cái bài thuốc tác động hệ giao cảm, thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc chống đau thắt ngực, thuốc trợ tim, thuốc lợi tiểu. Bài thuốc điều trị rối loạn lipid máu thì năm nay sẽ có một cô của bộ môn sẽ dạy cái bài đó. Rồi cái bài thuốc kích thích giao cảm thì nó có hai phần, một phần là một nhóm kích thích, một nhóm là một nhóm ức chế. Thì trong cái bài của các em á, trong 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 giáo trình á là một bài, mà một cái bài này nó thực ra nó là hai cái nhóm thuốc lớn, là nhóm thuốc kích thích và nhóm thuốc ức chế, cho nên cô sẽ tách làm hai bài luôn ha. Thì tách làm hai bài như vậy để cho mình dễ theo dõi thôi, chứ nội dung thì nó cũng giống như là trong cái giáo trình mà các em đã cầm. Bây giờ trong khi mình học á, thì các em tắt cái micro để mình đừng có bị nhiễu sóng với nhau đó. Bất kỳ lúc nào khi mà em thấy cô nói nhanh quá hoặc là em không hiểu á, em không hiểu thì các em có thể bật micro lên và có thể báo cô sẽ dừng lại. Có thể là cô sẽ nói chậm lại hoặc là cô sẽ giải thích lại cho các em, hoặc là tại vì giờ khi mình nhìn cái màn hình này thì cô sẽ không có nhìn thấy các em đặt câu hỏi phía bên kia, rồi mình sẽ có những cái khoảng dừng thì các em có thể đưa ra những câu hỏi của mình. Vậy các em có ý kiến gì về phần này không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Rồi vậy là bây giờ mình tiếp tục ha. Bây giờ mình xem là trong cái phần này á, thì mình sẽ cần nắm được phần gì sau khi mà mình xem xong cái bài này. Thì cái mục tiêu thứ nhất đó là mình sẽ liệt kê được các cái thuốc trong hai cái nhóm thuốc là tác động trực tiếp và tác động gián tiếp. Mục tiêu số 2 đó là mục tiêu cơ bản của dược lý, tức là mục tiêu tối thiểu. Mục tiêu tối thiểu ha, là mình sẽ nắm được cái phần gì của dược lý. Đó là cơ chế tác dụng nè, tác dụng dược lý, tác dụng không mong muốn, chỉ định và chống chỉ định của từng thuốc hoặc là nhóm thuốc. Thì trong cái bài này cái mình đã có nhóm thuốc rồi, thì là cái mục tiêu đây là mình sẽ nắm được những cái thông tin này của từng thuốc ha. Bây giờ cô sẽ đi qua cái phần này một chút xíu, cái phần này nó liên quan tới sinh lý chứ không phải là dược lý mình đã học rồi. Nhưng mà mình sẽ ngoại lại một chút để mình nắm các cái phần thuốc cho nó dễ hơn. Thì cái thuốc tác động vào hệ giao cảm nó sẽ liên quan gần như là hầu hết trong tất cả các bài về thuốc tim mạch nói chung. Thành ra là nếu các em nắm được cái phần này đó thì mình học những phần sau nó sẽ dễ hơn. Thì cái sơ đồ này đó mô tả cho mình về hệ thống thần kinh ngoại biên. Thì hệ thống thần kinh ngoại biên nó sẽ gồm có hệ thống thần kinh thực vật nha và hệ thống thần kinh bản thể. Hệ thống thần kinh thực vật thì nó có nhiều tên gọi ha. Thì hai cái tên gọi mà mình hay sử dụng nhất đó, một là hệ thống thần kinh thực vật, hai đó là hệ thống thần kinh tự động. Thì hệ thống thần kinh thực vật nó có hai hệ thống thần kinh là hệ phó giao cảm hay là đối giao cảm đó và hệ giao cảm. Vì trong chương trình của mình á thì cái thời lượng mình á nó không có nhiều, cho nên là mình không có học cái phần thuốc tác động vào hệ phó giao cảm. Cái nhóm thuốc này đó kem đi lâm sàng cũng
Alo, xin mời tôi nghe đi. Tôi không nghe gì hết cô. Thể nó thực chất nó không phải là hệ thống thần kinh thực vật. Tuy nhiên cái chất dẫn truyền thần kinh chi phối hoạt động cơ xương đó nó cũng là acetylcholine luôn. Cho nên khi mà người ta phân loại theo chất dẫn truyền thần kinh đó thì người ta vẫn xem là đây là hoạt động của hệ cholinergic. Thì mình có một cái bài thực tập dược lý về cái tác động trên hệ thống cơ xương này. Nên em cũng lưu ý cho này ha. Đây là một cái cấu trúc cơ bản của hệ thống thần kinh thực vật đó, là đi từ điểm xuất phát đến cơ quan hiệu ứng đó, thì bao giờ nó cũng đi ngang một vị trí người ta gọi là hạch. Như vậy nếu mình lấy hạch làm mốc đó thì mình sẽ cái sợi thần kinh phía trước này mình sẽ gọi là sợi tiền hạch, phía sau hạch này mình gọi là sợi hậu hạch. Như vậy thì tại vị trí hạch thì mình sẽ có Em chất không nghe dẫn được truyền gì thần hết kinh cô nhất. ơi. Rồi em không nhìn thấy màn hình hay sao em? Alo, do đường truyền bên cô hả? Mấy À, bạn bây giờ đó em thấy chưa? không, mà em nghe được bình Em vẫn nghe bình thường. Em nghe. Rồi. Rồi các bạn nghe được chưa? rồi ạ, nhưng Dạ mà rồi. cố gắng phải đẩy gián đoạn một chút thôi. Ừ. Rồi mình bắt đầu lại đây ha. Như vậy thì tại vị trí hạch nè, mình sẽ có cái chất dẫn truyền, cái chất hóa chất trung gian dẫn truyền thần kinh qua vị trí trung gian này ha. Rồi từ sợi hậu hạch đến cơ quan hiệu ứng mình cũng có một cái chất dẫn truyền thần kinh trung gian ở đây. À, đây là cái sơ đồ người ta mô tả về sự phân bố của hệ thống thần kinh giao cảm ha. Thì mình sẽ thấy đó là vì sợi tiền hạch của hệ giao cảm đó, nó xuất phát liên tục từ những đốt sống cổ đến đốt sống thắt lưng này, cho nên là hạch nó sẽ là một cái chuỗi hạch liên tục. Sợi tiền hạch rất là ngắn, trên chuỗi hạch này nó nằm sẽ nằm dọc hai bên cột sống ha. Rồi nó có một cái đoạn này tôi gọi là đoạn này, đoạn đoạn bụng nằm ở ở phía trước cái đoạn cột sống đoạn bụng này ha. Và nó chi phối hoạt động của nhiều cơ quan, thì chi phối hoạt động của các cơ quan này như thế nào đó thì mình sẽ có một cái bảng để mình mô tả về sự chi phối này. Cái sơ đồ này đó, trên sơ đồ này thì mô tả cho mình thấy đó, một là chất dẫn truyền thần kinh, hai là các cái cụ thể. Thì vì mình chỉ học thuốc tác động của hệ giao cảm thì cô chỉ nói về cái sơ đồ này thôi nha. Thì mình sẽ thấy đó là sợi tiền hạch của hệ giao cảm tiết ra acetylcholine, nó sẽ gắn vào thụ thể nicotinic trên sợi hậu hạch và nó gây khử cực sợi hậu hạch, và sợi hậu hạch đó sẽ tiết ra chất dẫn truyền thần kinh ở tận cùng sợi hậu hạch này đó là norepinephrine, và norepinephrine nó sẽ gắn vào hai thụ thể tương ứng là thụ thể alpha và thụ thể beta. Sơ đồ này người ta mô tả về sinh tổng hợp norepinephrine. À, thì mình sẽ thấy là norepinephrine được tổng hợp ở những cái vị trí người ta gọi là các cái chỗ phình giãn của sợi thần kinh đó, đây sợi thần kinh này ha, đây là chỗ phình thì norepinephrine nó sẽ được tổng hợp từ tiền chất đầu tiên là tyrosine rồi thành L-DOPA rồi dopamine. Sau khi được tổng hợp xong đó thì nó sẽ được dự trữ trong những cái túi chứa. Như vậy khi xung động thần kinh đến sợi thần kinh này đó thì những cái túi chứa này nó sẽ dần chuyển về màng tận cùng và phóng thích cái chất dẫn truyền thần kinh ra vị trí này, chúng ta gọi là synapse. Thì vì đây là sợi thần kinh của hệ giao cảm thì phía sau synapse này là chính là các cái cơ quan hiệu ứng, và trên cơ quan hiệu ứng này thì mình thấy là đây là các thụ thể của hệ giao cảm ha. Thì mình có thụ thể beta nè, mình có thụ thể alpha. Khi norepinephrine nó gắn vào các thụ thể này nó sẽ kích hoạt các thụ thể và sẽ cho ra cái đáp ứng tương ứng. À, tất cả các thụ thể này thì mình thấy là nằm trên cơ quan hiệu ứng hết, nhưng mà riêng thụ thể alpha 2 đó thì cho mình thấy là alpha 2 nó có hai vị trí. Vị trí này mình gọi là vị trí hậu synapse hay là vị trí nằm trên cơ quan hiệu ứng. Vị trí này đó người ta gọi là tiền synapse hay gọi là vị trí nằm ở tận cùng của sợi thần kinh giao cảm. Thì cái đáp ứng khi mà norepinephrine nó gắn vào từng thụ thể như thế nào đó mình có một cái bảng mình thống kê lại phía sau đó. Riêng cái tác động của norepinephrine vào vị trí alpha 2 tiền synapse vậy đó thì mình thấy là khi norepinephrine gắn vào alpha 2 tiền synapse đó thì nó sẽ dẫn đến cái việc là ức chế phóng thích norepinephrine. Và khi nó chế phóng thích norepinephrine như vậy thì nó sẽ làm giảm cái lượng chất dẫn truyền thần kinh norepinephrine.
và giảm đường chất dẫn truyền thần kinh norepinephrine á, thì nó cũng tương đồng với cái việc là nó làm giảm sự tác động trên hệ giao cảm. Hay mình nói chỉ dễ hiểu á, là nó có một cái tác động giống như là ức chế hệ giao cảm. Rồi sau khi nó tác động xong á, thì nó sẽ đi đâu? Thì một á, là nó sẽ bị thoái dáng ở cơ quan hiệu ứng á, bởi hệ thống mancom và mang mau. Một phần nó sẽ đi vào lại trong sợi thần kinh, và khi nó vào lại trong sợi thần kinh á, mà nó ở dạng tự do, tức là nó không có cái vỏ bọc bên ngoài đó, thì nó sẽ bị thoái dáng bởi mang mau. Một phần nó sẽ đi lại vào trong những cái túi chứa này. Cho nên quá trình sinh tổng hợp này, người ta đều có thể ứng dụng vào cái quá trình sinh tổng hợp này để người ta có thể sản xuất ra các thuốc trong cái quá trình điều trị. Ví dụ như mình thấy là để làm giảm cái lượng chất dẫn truyền thần kinh này nè, thì người ta có thể dùng thuốc để người ta ức chế vào một trong các cái enzyme tham gia trong cái quá trình phản ứng để tổng hợp ra norepinephrine. Ví dụ như là từ tyrosine nó tổng hợp thành L-DOPA đó, thì chỗ này mình có một cái men, đó là men tyrosine hydroxyla, thì mình sẽ có một cái loại thuốc ức chế vào cái men này. Và như vậy khi nó ức chế vào cái men này đó, thì nó sẽ làm giảm sự hình thành L-DOPA và đương nhiên là sẽ làm giảm tổng hợp norepinephrine. Và như vậy thì nó làm giảm lượng chất dẫn truyền thần kinh norepinephrine, thì nó sẽ tương đồng với chuyện là giảm tác động của norepinephrine trên các thụ thể giao cảm. Hoặc là ví dụ mình thấy ở trong sợi thần kinh đó, thì norepinephrine nó sẽ bị thoái dáng bởi men mao. Như vậy nếu mà người ta dùng thuốc ức chế men mao đó, thì cái nhóm thuốc đó nó sẽ ức chế sự hoạt động của men mao, và cái nhóm này người ta gọi là imao, mình đọc theo tiếng Việt đó nha. Y á, inhibitor đó, thì cái nhóm này á, khi mình ức chế sự hoạt động của men mao thì nó sẽ làm giảm sự thoái dáng của norepinephrine ở trong sợi thần kinh, và như vậy nó sẽ làm giảm cái lượng chất dẫn truyền thần kinh. Cô xin lỗi nha. Khi ức chế sự hoạt động của men mao đó thì nó làm giảm sự thoái dáng của norepinephrine, và như vậy cái lượng chất dẫn truyền thần kinh nó sẽ tăng lên ha, và như vậy nó sẽ có thể là đi lại vào trong những cái túi chứa này nè, hoặc là nó sẽ đi ra lại vào cái vị trí khe synap này, và nó sẽ tăng tác động trên các cái thụ thể của nó. Thì cái nhóm thuốc này đó, một trong những chỉ định của cái nhóm thuốc imao đó, là người ta dùng trong chống trầm cảm, vì nó làm tăng cái lượng chất dẫn truyền thần kinh đó. Bây giờ nếu mình cần cái tác động trên các cái thụ thể này nhiều hơn, mạnh hơn hoặc là nhanh hơn so với cái nhịp sinh học bình thường đó, thì người ta có thể cung cấp các cái chất dẫn truyền thần kinh này từ bên ngoài vào. Ví dụ người ta đưa norepinephrine từ bên ngoài vào, hoặc là người ta đưa epinephrine từ bên ngoài vào, thì như vậy nó sẽ tăng cái tác động trên các thụ thể. Thì cái nhóm thuốc đó nó có tác động gọi là kích thích vào các thụ thể, thì mình gọi là kích thích giao cảm. Thì chút nữa mình sẽ có nói tới cái thuốc này. Bây giờ mình qua cái bảng này. Cái bảng này thì thực sự ra là cô sắp xếp lại, và mình sẽ tổng kết lại theo một cái cách sắp xếp, đó là mình sắp xếp theo thụ thể. Vì sao? Vì các cái thuốc tác động trên hệ giao cảm và hệ đấu giao cảm đó là người ta phân loại theo thụ thể. Cho nên mình sắp xếp cái bảng này lại. Cái bảng này các em đã học ở bên sinh lý rồi đó. Thì đối với sinh lý đó, thì mình sẽ học bằng cách là người ta sắp xếp theo cơ quan. Ví dụ như là mình có cơ trơn mạch máu ha, thì sẽ có là sự hiện diện của thụ thể gì của hệ giao cảm, thụ thể gì của hệ đấu giao cảm. Khi kích thích giao cảm mình có đáp ứng gì, kích thích giao cảm mình có đáp ứng gì ha. Ở đây mình sẽ sắp xếp lại là cái bảng này mình sẽ sắp xếp theo loại thụ thể. Thì mình sẽ có là thụ thể alpha, thụ thể beta ha. Rồi cái cột kế tiếp đó, là mình mô tả là thụ thể này hiện diện ở đâu là nhiều nhất, hiện diện ở các cơ quan nào, và cái thứ tự mình sắp xếp đó, một là theo cái thứ tự ưu tiên, tức là cái chỗ nào mà nó hiện diện nhiều nhất mình xếp bên trên ha, hoặc là nó hiện diện ở nhiều vị trí, ví dụ alpha 2 này hiện diện hai vị trí thì mình sắp xếp là hai vị trí khác nhau ha. Rồi cái cột bên đây đó là mô tả khi mà cái chất dẫn truyền thần kinh gắn vào thụ thể này trên cơ quan hiệu ứng tương ứng đó, mình sẽ có đáp ứng gì. Như vậy mình có alpha 1 này, alpha 2, beta 1 và beta 2. Cụ thể beta 3 nó thì thường là nó liên quan tới chuyển hóa lipid và nó sẽ liên quan tới tác dụng không mong muốn của thuốc ha. Cho nên là thường đó thì cụ thể beta 3 nó không, người ta không có ứng dụng trong điều trị, mà thường mình sẽ xếp chung vào những cái tác dụng phụ gì liên quan cụ thể beta 3, người ta xếp chung vào cụ thể beta 2 này luôn. Như vậy thứ nhất là mình có cụ thể alpha 1 nè. Thì alpha 1 hiện diện ở cơ trơn mạch máu nè ha. Cái đáp ứng mình có được á khi kích thích vào cơ trơn mạch máu là co mạch. Cơ trơn đường niệu thì nó gây co cơ trơn đường niệu và gây co cơ vòng bàng quang đó. Cho nên nếu mà kích thích vào alpha 1, cơ vòng bàng quang co lại thì nó có nguy cơ là sẽ gây ra bí tiểu. Trên cơ tim móng mắt đó, thì nó gây co cơ tim móng mắt, cho nên sẽ gây giãn động tử.
Ở gan thì nó liên quan tới chuyển hóa đường, gây ly giải glycogen tăng tân đạo đường, như vậy đường huyết sẽ tăng. Tôi thấy alpha 2 đó thì nó hiện diện, một là trên cái sơ đồ hồi nãy mình mới vừa xem đó, thì một là nó hiện diện ở tiền synap ha, hay là ở tận cùng sợi thần kinh giao cảm, thì cái đáp ứng khi mà kích thích được vị trí này đó là làm giảm phóng thích norepinephrine. Vị trí thứ hai là nó hiện diện ở cơ trơn mạch máu, cái này nằm ở cơ quan hiệu ứng ha, và nó cũng gây ra đáp ứng là co mạch. Alpha 2 hiện diện ở tế bào beta tuyến tụy, và cái đáp ứng là làm giảm tiết insulin. Giảm tiết insulin thì nó sẽ làm tăng đường huyết. Thụ thể beta 1 thì hiện diện ở tim ha. Ở tim thì nó hiện diện ở nút xoang, là nút nhĩ thất, hệ thống dẫn truyền Hippocampus, cơ nhĩ và cơ thất. Như vậy khi mà kích thích vào beta 1 trên tim thì mình có những đáp ứng gì? Một là khử cực nút xoang làm cho nhịp tim tăng nè, khử cực nút nhĩ thất làm tăng tốc độ dẫn truyền nhĩ thất, và tác động vào cơ tim nó sẽ làm tăng lực co bắp cơ tim. Vị trí thứ hai đó là hiện diện ở tế bào cận cầu thận, và như vậy khi kích thích vào beta 1 ở tế bào cận cầu thận đó, thì nó sẽ làm tăng tiết renin. Tăng tiết renin thì mình biết là nếu mà có sự hiện diện của renin đó, thì mình sẽ có sự hiện diện của angiotensin 1 và sẽ có sự hiện diện của angiotensin 2 và các tác động liên quan tới angiotensin 2. Thì nếu mà tăng tiết renin thì nó sẽ liên quan tới hoạt động của hệ renin, angiotensin, aldosterone. Cụ thể beta 2 đó hiện diện ở hệ thống cơ trơn, thì sẽ có là cơ trơn các tuyến ha, rồi cơ trơn mạch máu ở hệ thống cơ vân hay là cơ vận động đó, và cơ trơn của các tạng, đặc biệt là gan, là hiện diện beta 2 là nhiều nhất. Và khi mình kích thích vào beta 2 đó thì cơ trơn nó sẽ giãn ra. Rồi hệ thống cơ xương hay cơ vận động đó thì nó làm tăng tái hấp thu kali vào cơ. Cho nên nếu mà mình sử dụng các cái chất kích thích beta 2 đó thì mình sẽ thấy là nồng độ kali trong máu sẽ bị giảm, vì lý do là có sự di chuyển của kali từ trong máu vào trong cơ. Rồi ở gan thì cái đáp ứng trên chuyển hóa đường giống như là alpha 1, tức là nó cũng gây ly giải glycogen tăng tân tạo đường, nó tác động là giống alpha 1. Như vậy cái bảng này đó nó giúp ích gì cho mình? Cái bảng này người ta liệt kê về các thụ thể nè, hiện diện cơ quan hiệu ứng nào, đáp ứng khi mình kích thích là mình sẽ có đáp ứng sinh học là đáp ứng gì. Như vậy đó mình sẽ có hai nhóm thuốc tác động vào hệ giao cảm, đó là thuốc tác động kích thích và thuốc tác động ức chế. Vậy thuốc tác động kích thích đó thì sẽ tùy vào cái tác động kích thích đó là chọn lọc hay là không chọn lọc mà mình sẽ có các đáp ứng tương ứng. Ví dụ như là mình dùng một cái thuốc mà nó có tác động là kích hoạt tất cả các cụ thể của hệ giao cảm thì gần như là em thấy là mình mô tả được hết tất cả các tác động trong cái bảng này. Nếu mà mình dùng một cái thuốc có tác động chọn lọc, ví dụ như là kích thích chọn lọc và alpha 1, thì mình chỉ có các tác động trên alpha 1 là chủ yếu à, hoặc là thuốc chỉ tác động vào beta 2 thôi thì mình sẽ có là các tác động trên beta 2 là chủ yếu. Rồi ngược lại, nếu mà mình có những cái nhóm thuốc mà nó tác động cạnh tranh với norepinephrine tại các cụ thể này đó thì mình sẽ có cái nhóm thuốc đó mình gọi là thuốc tác động ức chế giao cảm, hay mình gọi là liệt giao cảm, thì nó sẽ cho ra cái hiệu ứng ngược lại với cái bảng này. Ví dụ như mình có một thuốc có tác động là cạnh tranh với norepinephrine không chọn lọc trên cả hai thụ thể alpha, như vậy tất cả các đáp ứng này đó nó sẽ bị mất đi nha. Ví dụ như là đối kháng với norepinephrine tại alpha 1 thì mình thấy là mạch máu sẽ giãn ra nha. Rồi mình thấy là nó đối kháng lại với cái tác động trên đồng tử này, hay là đối kháng lại với tác động di chuyển hóa đường, và tương tự như vậy đối với tác động của alpha 2. Cho nên cái bảng này đó nó sẽ giúp cho mình đi theo các nhóm thuốc tác động lên hệ giao cảm dễ hơn, và nó cũng liên quan tới các thuốc tác động trên hệ tim mạch cho những cái bài tiếp theo sau luôn. À, các em có câu hỏi gì không? Alo. Không cô. Dạ không cô. Cô nói có quá nhanh không? Dạ không. Dạ bình thường. Dạ không. Rồi vậy cô tiếp nha. Kích thích giao cảm đó thì người ta sẽ chia ra theo cái tác động trực tiếp và gián tiếp đó, mình sẽ có hai nhóm ha. Nhóm tác động gián tiếp đó, thì mình sẽ có 6 thuốc có cơ chế tác động là kích thích trực tiếp vào hệ giao cảm. Thì các thuốc này đó mình sẽ nhìn thấy đó là có một số thuốc là các cái chất tự nhiên trong cơ thể của mình. Ví dụ mình có epinephrine nè, mình có norepinephrine, dopamine là các catecholamine nội sinh. Và như vậy thì các cái chất này đó khi mà đi vào cơ thể thì nó sẽ đứng thẳng các cái thụ thể và nó sẽ kích thích trực tiếp vào các thụ thể. Cho nên là nó sẽ cho tác động rất là nhanh. À, tuy nhiên vì nó là các cái chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên trong cơ thể của mình á,
cho nên là nó tác động nhanh nhưng mà nó cũng sẽ bị bán thải bởi hệ thống men mao và men com trong cơ thể của mình đó, rất là nhanh, cho nên thời gian tác dụng của nó rất là ngắn. Cho nên để duy trì tác động của thuốc đó, thì thường là người ta phải sử dụng đường tiêm truyền tĩnh mạch. Nếu mình dùng các cái đường tiêm như tiêm tĩnh mạch đó, thì nó cho tác dụng hơi phát tác dụng nhanh nhưng mà sau đó nó sẽ mất tác dụng rất là nhanh. Nhóm thuốc tác động gián tiếp đó là thuốc nó tác động liên quan tới cái chất dẫn truyền thần kinh, lượng chất dẫn truyền thần kinh đó. Ví dụ như là tăng phóng thích nè, giảm thoái giãn nè, hoặc là tăng tổng hợp vân vân, và nó sẽ làm tăng cái lượng chất dẫn truyền thần kinh. Thì thuốc tác động kích thích gián tiếp nó thường là cho thời gian khởi phát tác dụng chậm nhưng mà nó tránh được cái sự bán thải bởi hệ thống men tự nhiên trong cơ thể của mình, cho nên tác dụng của nó dài hơn. Thì nhóm thuốc kích thích mình có tất cả là 6 thuốc ha. Mình sẽ nói là một cái thuốc đầu tiên hết là epinephrine hay mình gọi là adrenaline. Thì cái thuốc này khi mà mình thấy ở các phòng cấp cứu đó mình thì mình đều có thuốc này hết. Về cơ chế tác dụng thì đây là một cái thuốc mà nó sẽ kích hoạt tất cả các cái thụ thể của hệ giao cảm. Như vậy đó, bây giờ cái phần kế tiếp là mình sẽ mô tả tác động lên các cơ quan. Mà thật sự ra đó thì các em cũng có thể tự suy ra được cái tác dụng dược lý của thuốc dựa vào cái bảng hồi nãy mình mới vừa giới thiệu rồi đó. Tức là nó là kích hoạt tất cả các thụ thể, như vậy nó có tất cả các tác động trên alpha lẫn tác động trên beta ha. Mà thường khi người ta sử dụng đó thì người ta sẽ mô tả tác động theo cơ quan. Cho nên cơ quan đầu tiên hết là mình thấy tác động là hệ thống tim mạch ha. Như vậy trên mạch đó thì thứ nhất là nó tác động vào thụ thể alpha. Thì nhớ là cơ trơn mạch máu đó là có cả alpha 1 lẫn alpha 2. Như vậy sẽ tác động lên cả alpha 1 và alpha 2 và mình sẽ có cái hiệu ứng là co mạch. Cái tác động kế tiếp đó là tác động trên thụ thể beta 2, thì nhớ là beta 2 hiện diện ở cơ trơn mạch máu của hệ thống cơ vận động ha, ở cơ trơn mạch máu của các bạn. Khi mà nồng độ thuốc ở trong máu hạ thấp xuống hoặc là mình dùng liều thấp đó thì epinephrine sẽ tác động vào thụ thể beta 2. Thì khi tác động vào beta 2 đó thì nó sẽ gây ra hiện tượng giãn mạch. Mà giãn mạch này là giãn mạch ở đâu? Giãn mạch ở hệ thống cơ vận động, ở các tạng đặc, ví dụ như là gan ha. Tác động vào tim là tác động vào thụ thể beta 1. Và khi tác động vào beta 1 như vậy thì nó làm sẽ làm cho nhịp tim tăng lên, lực co bóp cơ tim tăng lên và huyết áp sẽ tăng. Cho nên là khi mình sử dụng epinephrine á thì mình sẽ làm huyết áp sẽ tăng lên, mà chủ yếu là huyết áp tối đa sẽ tăng và huyết áp tối thiểu thì sẽ giảm nhẹ. Tác động của huyết áp tối thiểu này chủ yếu liên quan tới tác động vào thụ thể beta 2. Tác động trên các cái cơ trơn khác đó thì nó cũng liên quan tới beta 2 hoặc là alpha 1. Như vậy thì mình sẽ thấy là ở hô hấp đó thì nó gây giãn cơ trơn khí phế quản ha, nên đường tiêu hóa đó gây giãn hệ thống cơ trơn đường tiêu hóa, đường tiết niệu á, thì hai cái cơ này á, đối với hệ giao cảm hệ đối giao cảm tác động của nó đều ngược với nhau hết, cho nên mình sẽ thấy là nó làm cho cái cơ vòng bàng quang co lại. Và khi mà mình dùng các cái thuốc này mà nó gây kích thích quá mức vào hệ thống thần kinh thực vật đó thì cái việc co cơ vòng bàng quang quá quá mức rất có thể dẫn đến tình trạng là bệnh nhân bị bí tiểu. Cho nên khi người ta sử dụng epinephrine mà thời gian dài đó, người ta duy trì nồng độ của thuốc trong máu đó thì thường là người ta phải xem bệnh nhân có bị bí tiểu hay không. Và nếu bệnh nhân có bị bí tiểu thì người ta phải sử dụng ống xông tiểu ha, tại vì cái cơ vòng bàng quang nó bị co thắt lại. Tác động trung chuyển hóa đường thì mình thấy là tác động là liên quan tới alpha 1, alpha 2, beta 2 ha. Và bằng hai cái cơ chế là tăng phân hủy glycogen hoặc là giảm tiết insulin, cho nên đường huyết nó sẽ tăng. Cái sơ đồ này đó thì người ta mô tả với chúng ta về các tác động của epinephrine. Bây giờ nó người ta mô tả nhiều tác động ở đây. Bây giờ mình quan trọng nhất là mình nhìn cái đường biểu diễn chính giữa này, giữa sơ đồ này ha, là đường biểu diễn về huyết áp. Thì mình sẽ thấy đó là khi sử dụng epinephrine đó thì huyết áp tối đa tăng mà huyết áp tối thiểu thì sẽ giảm nhẹ. À, cái này liên quan tới cái tác động của beta 2 mình mới vừa mô tả hồi nãy rồi đó. Về dược đồng học đó thì epinephrine hấp thu tốt qua tất cả các đường ha. Tuy nhiên người ta sử dụng nhiều nhất là đường tiêm và đường tại chỗ, người ta không có dùng bằng đường uống. Thì cái lý do người ta không dùng bằng đường uống tại sao? Tại vì thuốc nó sẽ bị phân hủy bởi hệ thống men mao và men com ở trong hệ tiêu hóa và ở gan rất là nhanh, và như vậy nó không có kịp để hấp thu. Thuốc được đào thải qua thận và thời gian bán thải thì rất là ngắn, chỉ có vài phút thôi. Cho nên để duy trì tác dụng của thuốc đó thì thường là người ta phải sử dụng bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch. Thì đây là cái sơ đồ người ta mô tả về các cái đường sử dụng đó. Thì mình có đường tại chỗ này, người ta có thể đắp trên các vết thương để co mạch tại chỗ ha, hoặc là dùng đường phun xương. Thì thường đường phun xương này người ta dùng trong cấp cứu hen nè, cấp cứu cơn hen.
rồi người ta dùng trong các cái chỉ định khác đó, thì người ta dùng đường tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da, chăm sóc phản vệ. Mình có thêm một cái đường tiêm đó là tiêm bắp, thuốc được thải trừ qua thận ha. Thì về chỉ định đó, thì thứ nhất là người ta dùng trong lĩnh vực chống dị ứng, tại vì nó có tác dụng co mạch đó. Và cái thứ hai nữa là nó có tác dụng ức chế giải phóng histamine và leukotriene. Cái chừng thứ hai là ta dùng trong điều trị hen. Với chỉ định này đó thì mình thấy hiện nay người ta dùng epinephrine trong hen rất là ít, chủ yếu là người ta dùng trong cấp cứu cơn hen ác tính thôi. Lý do vì sao? Vì epinephrine đó, nó gây giãn cơ trơn khí phế quản, người ta dùng trong chỉ định này và nó cho tác khởi phát tác dụng rất là nhanh. Tuy nhiên một điều mình lưu ý đó là vì epinephrine đó, nó kích hoạt tất cả các cụ thể của hệ giao cảm. Như vậy trong điều trị hen đó thì mình chỉ cần cái tác động của epinephrine trên thụ thể beta 2 thôi, nhưng mình sẽ không không có ngăn chặn được các tác động còn lại của epinephrine trên các thụ thể alpha và thụ thể beta 1. Như vậy nếu mình dùng epinephrine mà ở những cái người hen mà người ta có các bệnh lý tim mạch sẵn có đó, ví dụ người ta có bị cao huyết áp nè, người ta có bị tăng huyết áp, người ta có bị suy tim hoặc là bệnh mạch vành đó, thì các tác dụng trên beta 1 làm cho nhịp tim tăng lên ha, lực co bóp cơ tim tăng lên và gây co mạch. Như vậy nó có thể ảnh hưởng tới huyết áp và ảnh hưởng tới hoạt động của tim, cho nên nó sẽ làm cho cái bệnh có sẵn của bệnh nhân đó nặng nề hơn. Và với các đối tượng này á, thì nó sẽ gây nhiều cái tác dụng khác nữa trên các cái bệnh lý có sẵn đó. Cho nên thường á là trong điều trị hen thì người ta không có dùng phổ biến epinephrine. Chỉ định kế tiếp đó là chỉ định chính của epinephrine, đó là để chống sốc. Thì vì nó nâng huyết áp cho nên người ta dùng trong tất cả các tình trạng sốc ha, và đặc biệt là trong sốc phản vệ. Lý do là sốc phản vệ thì bệnh nhân thường là có tình trạng co thắt cơ trơn khí phế quản do cái tác động của phản kháng nguyên kháng thể đó. Cho nên là nếu mình dùng epinephrine đó, thì epinephrine nó có tác dụng là giãn cơ trơn khí phế quản do tác động vào thụ thể beta 2. Đấy, cho nên là trong sốc phản vệ thì mình thấy trong phác đồ chống sốc bao giờ mình cũng có adrenaline. Và chỉ định kế tiếp nữa là người ta dùng để cấp cứu những trường hợp ngừng tim đột ngột. Thì những trường hợp này người ta có thể là tim tĩnh mạch trung tâm, truyền tĩnh mạch nhỏ giọt, hoặc là người ta tiêm thẳng vào trong buồng tim. Và chỉ định cuối cùng đó là người ta phối hợp với thuốc tê. Thì phối hợp với thuốc tê với cái tác dụng là người ta cần cái tác dụng co mạch tại chỗ đó. Và như vậy nó sẽ lưu giữ thuốc tê tại vị trí đó lâu hơn và nó sẽ kéo dài thời gian tác dụng của thuốc tê. Thì trong cái trường hợp mà phối hợp với thuốc tê đó, mình cũng nên lưu ý là mặc dù cái lượng epinephrine phối hợp trong thuốc tê nó rất là nhỏ, tuy nhiên nó vẫn tác động kích thích vào hệ thống thần kinh thực vật, và như vậy nó vẫn có thể gây cho nhịp tim tăng, vẫn có thể dẫn đến tình trạng là tăng co bóp cơ tim hoặc là tăng huyết áp. Cho những cái người mà có bệnh lý tim mạch sẵn có thì người ta vẫn phải lưu ý ha. Chống chỉ định thì với những cái chỉ định không phải là nâng huyết áp thì người ta không dùng khi bệnh nhân có tăng huyết áp, không dùng khi bệnh nhân bị cường giáp ha. Với những cái tác dụng phụ đó thì tác dụng phụ đó nó liên quan tới việc kích thích quá mức vào hệ thống thần kinh thực vật này, cho nên có thể gây ra lo âu, hồi hộp hoặc là loạn nhịp. Ở đây là dạng trình bày của epinephrine. Đường sử dụng thì mình có thể dùng là đường tiêm bắp ha, tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch hoặc là tiêm dưới da. Thế cô nghĩ mình sẽ ngưng ở đây ha. Rồi ngày mai mình tiếp. Thì các em về các em xem bài trước giùm con nha.